Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi quay trở lại với một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu hiện đang rất là nổi tiếng hiện nay. Đó chính là một chiếc đồng hồ Hublot. Tuy nhiên đây không phải là một chiếc đồng hồ Hublot thông thường, mà đây lại là một chiếc đồng hồ Hublot rất đặc biệt. Và đây là một chiếc đồng hồ kỷ niệm 40 năm thương hiệu ra đời. Và đó là chiếc đồng hồ Hublot XL. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc đồng hồ Hublot XL Limited 200 chiếc này trong video này anh em nhé. Đánh giá qua một chút về chiếc Hublot này thì nó thực sự mà nói là nếu với những người không có quá nhiều trải nghiệm với Hublot thì chiếc đồng hồ này không khác nhiều với một phiên bản thông thường. Đây, như đang trên tay tôi đây, một phiên bản có mức giá đâu loanh quanh khoảng tầm 150 triệu gì đó. Những phiên bản phổ thông của Hublot thực sự là không có quá nhiều điểm khác biệt so với một phiên bản phổ thông. Tuy nhiên tôi phải khẳng định với anh em, đây là một chiếc đồng hồ Hublot làm rất là đặc biệt, và Hublot làm rất là cẩn thận và chỉnh chu cho phiên bản này. Với những chiếc đồng hồ Hublot mà chúng ta thấy đó là những phiên bản Special Edition thì đa phần Classic Fusion được làm ở dáng vỏ với đường kính 45mm, không phải là 42 nha anh em nhé. Đa phần là 45mm. Trước đây thì chúng tôi đã có những phiên bản như là Fuente, chạm khắc này, phiên bản Bluetooth trên lớp vỏ Platinum. Và ngày hôm nay thì đó chính là phiên bản kỷ niệm 40 năm. Đầu tiên thì có thể là anh em sẽ thấy là tại sao chiếc đồng hồ này lại là chiếc XL, có tên là XL. Thì trong số La Mã XL này có nghĩa là 40, số 40. Chiếc đồng hồ được đặt tên luôn là XL. Về lớp vỏ thì tôi không thấy quá nhiều điểm khác biệt so với một chiếc Titanium thông thường size 45, thế nên tôi sẽ pass cái phần này. Tuy nhiên cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh để anh em có thể nhìn thấy chính là cái mặt số. Mặt số của chiếc đồng hồ này rất là đặc biệt bởi nó được hoàn thiện bởi lắc kê và đánh bóng. Lắc kê là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu trên mạng anh em nhé. Đó, thì khi chúng ta nhìn vào cái mặt số này thì chúng ta sẽ thấy nó rất là bóng và rất là có chiều sâu. So sánh với một chiếc phiên bản thông thường thì chúng ta sẽ thấy được là mặt số của phiên bản kỷ niệm này nhìn nó đỉnh và nó đẳng cấp hơn, tối giản hơn những phiên bản Classic Fusion thời điểm đầu là còn có chữ MCM ở đây. Mà hiện tại với phiên bản này thì chúng ta chỉ còn có logo thương hiệu này, tên Hublot được làm rất là tỉ mỉ, được làm từ Titanium đánh bóng luôn. Đó, được đặt ở góc 12 giờ. Đó là mặt số của chiếc đồng hồ này. Vậy thì phía mặt sau của chúng ta có thay đổi gì không? Một sự thay đổi cũng không có nhiều lắm ở trên mặt kính Sapphire. Đó chính là có chữ Hublot XL. Tôi có thể nói là hiện tại bây giờ rất là nhiều anh em thích cái dây cao su mặt da bởi vì tính thẩm mỹ của nó. Tuy nhiên là hãng sản xuất chiếc đồng hồ này là không đưa cái mặt da, tức là hoàn toàn là cao su nguyên bản, bởi vì hãng tôn trọng cái thiết kế nguyên bản của những chiếc Hublot thế hệ đầu tiên cách đây mấy chục năm đó. Đó, và chúng ta sẽ thấy được là cái khóa này, cái khóa cũng được sử dụng giống như những chiếc MCM Hublot thời điểm đó sử dụng cái khóa như thế này, và sử dụng cái dây cao su cắt. Cái dây cao su cắt này chúng ta sẽ thấy được nó giống như những chiếc Aquanaut của Patek Philippe. Nhược điểm của nó đó chính là nếu như cái người trước tay nhỏ có cổ tay nhỏ thì khi chuyển nhượng sang cái người tiếp theo thì bắt buộc chúng ta phải mua một cái sợi dây mới, bởi vì cái dây này nó đã bị cắt rồi. Và tại sao Hublot lại làm như vậy? Vẫn là một câu trả lời, họ tôn trọng tính nguyên bản của phiên bản 40 năm trước. Đó, chỉ vậy thôi. Còn về tính thực dụng thì tôi phải nói là nó kém hơn rất nhiều so với những phiên bản hiện tại, những phiên bản họ đang sản xuất hàng loạt mà chúng ta sử dụng một cái khóa là khóa bấm có nút. Đây, thì như anh em đang thấy chiếc đồng hồ đang ở trên tay của tay tôi, dạng tròn, chu vi 17. Thì cảm nhận của tôi thì thấy nó khá là đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế. Tuy nhiên là cũng có những người nghĩ là nó đơn điệu thì nó là tùy gu thôi. Nhưng cá nhân tôi thì phải nói là thấy chiếc đồng hồ này độ hoàn thiện cao và trông khá là hấp dẫn, càng nhìn thì càng thấy đẹp. Đó, phải khẳng định với anh em là như thế. Cái mặt số rất là cuốn hút. Phiên bản này thì tôi thích nhất là cái mặt số thôi. Hublot năm nay
bắt đầu từ năm 2021 họ sẽ cải tiến và họ sẽ không sử dụng cái thẻ này nữa. Cái thẻ dập này mà chúng ta đã thấy nó họ sản xuất trong khoảng 5-6 năm đó, cái thẻ dập kiểu như này đã được Yublo thay thế bằng một cái thẻ mà tôi nghĩ là họ không phải cải tiến nữa mà họ cải lùi. Nhìn trong cái thẻ trông nó bằng giấy, trông nó rất là nhôm nhựa, phải nói là nó rất là, nó không được, nếu mà không bảo quản tốt ấy thì cái thẻ này nó sẽ hỏng. Cái thẻ này tôi chỉ đánh giá được ưu điểm là họ tăng cái tính công nghệ lên bằng cách nào, bằng cách là chúng ta, đây xin phép anh em, họ ở trên cái thẻ này thì chúng ta sẽ thấy một cái mã QR code này. Thì chúng ta khi chúng ta sử dụng điện thoại thông minh như iPhone, chúng ta quét cái QR thì Yublo, chúng ta sẽ đăng nhập luôn vào Yublo và chúng ta sẽ thấy luôn được chiếc đồng hồ của chúng ta đăng ký. Đó, nó sẽ hiện lên rất rõ ràng và chúng ta sử dụng cái thẻ này. Đó là ưu điểm. Đó, và hiện nay năm 2021 Yublo còn tăng cường thêm một cái app nữa. Nhưng cái app này thì tôi cảm giác là nó hiện tại nó chưa được hoàn chỉnh. Đó chính là cái app E-Guarantee Yublo. Thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu tới anh em. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ cái app này nó tậm tịt lắm. Như đợt vừa rồi thì tôi có test thì chỉ khoảng 5 chiếc. Trong thời điểm tôi test thì chỉ được có 1 chiếc là được thôi. Còn lại thì đa phần là đều không đăng nhập được. Đó, ok. Đây, ví dụ như này nhá. Khi mà tôi vào cái app Yublo Air Warranty thì chúng ta sẽ đánh cái mã số của cái chiếc đồng hồ này. Đó, khi tôi ấn Next thì app sẽ hiện ra là chúng ta sẽ quét mặt trước hoặc mặt sau của chiếc đồng hồ. Thì đây, mặt trước hoặc mặt sau. Tuy nhiên là đa phần chúng ta sẽ bị một cái trường hợp, đó chính là Yublo cứ loading như thế này mãi. Tôi đã test được chưa? Thì tôi đã test được rồi, test được một lần. Thì rất là hay, đó chính là khi mà truy cập được vào cái camera ấy thì chúng ta sẽ quét cái mặt trước này này và quét cái mặt sau thì họ cũng sẽ lại hiện ra cái e-guarantee, cái thông tin của chúng ta như khi chúng ta vừa mới quét cái mã QR code này. Hiện tại thì thực sự là bây giờ tất cả các thương hiệu đều hướng theo cái xu thế là càng ngày càng thông minh. Tuy nhiên là tôi nghĩ là cần thời gian để Yublo hoàn thiện cái app này hơn. Cũng phải công nhận một điều là Yublo càng ngày càng cải tiến công nghệ của mình về cái việc định danh cái chiếc đồng hồ. Đó là một cái định hướng mà tôi nghĩ là rất là hiện đại và rất là cần thiết trong cái thế kỷ 21 hiện nay. Đó, đây là cuối của video này rồi. Thì anh em có suy nghĩ như thế nào về cái cách chúng ta tra một chiếc đồng hồ Yublo bắt đầu từ năm 2021, và anh em suy nghĩ như thế nào về một chiếc đồng hồ Yublo XL phiên bản kỷ niệm 40 năm? Cùng comment ở phía dưới video này anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.